Cẩm Tú mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 2 tháng 9 năm 2024 của báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Mời quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, sáng nay, giới chức Ukraine cho biết Nga tiếp tục tấn công thủ đô Kiev cùng nhiều khu vực khác bằng 58 tên lửa và UAV tự sát, nhưng 46 trong số đó đã bị ngăn chặn. Chính quyền quân sự thành phố Kiev trong một bài đăng trên ứng dụng Telegram cho biết, các đơn vị phòng không Ukraine đã phá hủy hơn 10 tên lửa hành trình và gần 10 tên lửa đạn đạo. Mảnh vỡ từ những mục tiêu bị đánh chặn đã rơi xuống và gây cháy, làm thiệt hại cơ sở hạ tầng và nhà cửa, khiến hai người bị thương. Cảnh báo về cuộc không kích đã được phát đi khắp Ukraine. Thành viên NATO láng giềng Ba Lan đã triển khai máy bay chiến đấu để giữ an toàn cho không phận của nước này trong các cuộc tấn công. Vụ tấn công xảy ra đúng một tuần sau khi Moscow phóng hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, gây thiệt hại nặng các cơ sở năng lượng trên toàn quốc. Trước đó, vào ngày 1 tháng 9, giới chức Kharkiv cho biết hàng chục người, bao gồm cả trẻ em, đã bị thương sau khi tên lửa của Nga tấn công một trung tâm mua sắm và khu tổ hợp tổ chức sự kiện ở thành phố Kharkiv. Tuy nhiên, các kênh quân sự của Nga cho rằng mục tiêu là nơi tập trung quân của Ukraine. Các nhân viên cứu hộ đang hỗ trợ người dân tại thành phố Kharkiv của Ukraine, nơi vừa chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa. Theo thống đốc khu vực, hơn 10 tên lửa đã được bắn vào một số địa điểm ở Kharkiv. Một đoạn video công bố trên phương tiện truyền thông xã hội dường như cho thấy một trong những cuộc tấn công đó. Các quan chức cho biết hàng chục người đã bị thương, bao gồm cả trẻ em. Khi ngọn lửa bùng lên từ một trung tâm mua sắm, một số người như bà Valentina Novosel đã tìm nơi trú ẩn dưới lòng đất trong một nhà ga tàu điện ngầm. Tôi đang ở nơi làm việc thì có một vụ nổ. Cuộc tấn công vào Kharkiv đã khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải tiếp tục kêu gọi các đồng minh cho phép Kiev bắn tên lửa do phương Tây cung cấp vào sâu trong lãnh thổ của Nga, qua đó giảm mối đe dọa quân sự do Nga gây ra. Trong khi đó, tại Nga, một video trên mạng xã hội cho thấy một máy bay không người lái, tức UAV, tấn công nhà máy lọc dầu Moskva, cũng như khói bốc lên từ nhà máy điện này ở khu vực lân cận. Moskva cho biết Kiev đã phát động một trong những cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng phát, nhằm vào các nhà máy điện và một nhà máy lọc dầu. Nga cũng cho biết lực lượng nước này đã tiến xa hơn về phía một thị trấn quan trọng ở miền đông Ukraine. Trước đó, các quan chức Nga cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái và chính các mảnh vỡ đã gây ra hỏa hoạn. Kiev vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công trên. Nga hiếm khi tiết lộ toàn bộ mức độ thiệt hại do các cuộc không kích của Ukraine gây ra. Theo thống đốc khu vực, lực lượng Ukraine cũng đã pháo kích vào khu vực Belgorod phía nam của Nga vào ngày 1 tháng 9, khiến nhiều người bị thương. Tất cả các cuộc giao tranh đều diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi. Nga đang đẩy mạnh một cuộc tấn công lớn ở miền đông Ukraine, trong khi cố gắng đánh đuổi các lực lượng Ukraine đã vượt qua biên giới, xâm nhập lãnh thổ miền Tây của Nga trong một cuộc tấn công bất ngờ hồi đầu tháng 8. Tuần trước, Nga đã có trận không kích dữ dội nhất vào Ukraine, trong đó tấn công nhiều mục tiêu bao gồm các cơ sở năng lượng. Moskva cho biết việc phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine là một mục tiêu quân sự hợp pháp. Về phần mình, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga. Mặc dù luôn tuyên bố không nhắm vào dân thường, các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Moskva đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu hồi cuối tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 1 tháng 9 cho biết lực lượng Nga đã bắn hơn 1.300 tên lửa, máy bay không người lái và bom vào Ukraine chỉ trong tuần qua. Ông nói chỉ trong tuần qua, Nga đã phóng hơn 160 tên lửa các loại, 780 quả bom dẫn đường và 400 máy bay không người lái tấn công các loại chống lại người dân chúng tôi. Để bảo vệ hoàn toàn các thành phố của chúng tôi khỏi điều này, chúng tôi cần sự hỗ trợ nhiều hơn cho phản ứng chính đáng của Ukraine. Ông yêu cầu các đồng minh cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào các địa điểm phóng tên lửa của Nga. Thưa quý vị, Ukraine sau nhiều tháng dài chờ đợi đã nhận được một số tiêm kích F-16. Thế nhưng như truyền hình báo Thanh Niên đã đưa tin, Kiev xác nhận đã tổn thất một chiến đấu cơ F-16 trong trận tập kích lớn của Nga vào hôm 26 tháng 8. Dù nguyên nhân chưa được công bố, nhưng đã có thông tin cho rằng máy bay này bị tên lửa Patriot của chính Ukraine bắn nhầm. Cả hai loại vũ khí hiện đại này đều do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Vậy các quan chức Mỹ nhận định ra sao? Cẩm Tú xin mời quý vị cùng tìm hiểu. Theo The New York Times, Ukraine đã mất tiêm kích F-16 đầu tiên do phương Tây cung cấp vào tuần trước, nhưng vẫn chưa công bố nguyên nhân chính thức, làm dấy lên suy đoán máy bay có thể đã bị bắn rơi vì tên lửa từ chính tổ hợp phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Chiếc máy bay bị rơi vào hôm 26 tháng 8 khiến một trong những phi công giỏi nhất của Ukraine là Oleksiy Mets, biệt danh là Moonfish, thiệt mạng. Kiev
đã không thừa nhận tổn thất cho đến vài ngày sau và chỉ nói rằng vụ việc đang được điều tra. Nghị sĩ Ukraine Mariana Vesutla cho rằng phi công Mets đã bị một trong những hệ thống Patriot do phương Tây viện trợ bắn hạ. Sau vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải tư lệnh không quân mà không đưa ra lời giải thích. Một quan chức phương Tây giấu tên được cho là đã thông báo tóm tắt về cuộc điều tra sơ bộ với The New York Times hôm 30 tháng 8 xác nhận có dấu hiệu cho thấy tên kích có thể đã bị tên lửa Patriot bắn nhầm. Tuy nhiên, hai quan chức quân sự cấp cao Mỹ một ngày sau đó nói rằng nguyên nhân vụ tai nạn F-16 có thể không phải do bắn nhầm. Các nguồn tin nói thêm rằng các nhà điều tra Mỹ và Ukraine đang tìm thêm các khả năng khác, chẳng hạn như trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi của phi công. Khi được hỏi liệu có khả năng F-16 bị tên lửa Patriot bắn hạ không, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Say cho rằng Mỹ chưa được yêu cầu tham gia bất kỳ cuộc điều tra nào về vụ việc. The New York Times cũng dẫn lời các nhà phân tích quân sự giấu tên Ukraine, tuyên bố rằng hệ thống phòng không và F-16 của phương Tây đã được thử nghiệm cùng nhau trong điều kiện phức tạp như vậy, nhưng lưu ý rằng còn quá sớm để suy đoán. Đầu tuần trước, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng cách sử dụng vũ khí và máy bay không người lái tầm xa trên không và trên biển, nhắm vào các cơ sở năng lượng quan trọng đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine, cũng như một số sân bay lưu trữ đạn dược do phương Tây cung cấp. Các tuyên bố chính thức từ Kiev chỉ ra rằng ông Mets đã thiệt mạng trong một cuộc xuất kích phòng không, trong đó ông đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình của Nga và một máy bay không người lái tấn công. Không quân Ukraine cho biết vào thời điểm đó, ngoài Patriot, Kiev còn triển khai nhiều hệ thống phòng không khác, bao gồm các nhóm cơ động trang bị tên lửa Stinger và tên lửa Starstreak của Anh. Một số máy bay do Mỹ sản xuất đã được chuyển giao cho Ukraine vào đầu tháng này. Mỹ chưa hứa cung cấp F-16 của mình cho Ukraine, nhưng lại cho phép các thành viên NATO khác làm điều này. Một liên minh của các nước châu Âu đã hứa cung cấp cho Kiev hơn 80 máy bay, nhưng cho đến nay, nước này mới nhận được chưa đến 10 chiếc. Washington cũng kỳ vọng các đồng minh NATO ở châu Âu sẽ chịu trách nhiệm bảo trì các máy bay do Mỹ thiết kế. Vì theo Wall Street Journal, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ kế hoạch của Lầu Năm Góc gửi các nhà thầu Mỹ tới Ukraine vì lo ngại họ có thể sẽ là mục tiêu của lực lượng Nga. Một công ty của Nga trao giải thưởng trị giá 15 triệu rúp, tức khoảng 4,2 tỷ đồng cho ai bắn hạ chiếc F-16 đầu tiên trong trận chiến. Cho đến nay, vẫn chưa có ai đứng ra nhận phần thưởng. Hãng thông tấn RIA dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 2 tháng 9 cho biết, hành động khiêu khích của Ukraine ở khu vực Kursk của Nga đã không ngăn được quân đội Nga tiến vào khu vực Donetsk. Trong chuyến đi đến Tuva, ông Putin cho biết các lực lượng Nga đang giành lại lãnh thổ ở khu vực Kursk và lực lượng Kiev ở đó sẽ bị xử lý. Như quý vị đã biết, Ukraine đã bất ngờ tấn công vào vùng Kursk của Nga từ hôm 6 tháng 8 và sau gần một tháng, giới lãnh đạo Kiev tuyên bố đã kiểm soát hơn 100 khu định cư trên diện tích hơn 1.000 km2 tại vùng này. Một trong những mục tiêu mà Kiev đưa ra để giải thích cho chiến dịch Kursk là nhằm buộc Nga phải rút bớt quân từ Donetsk về giải cứu cho Kursk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK hôm 1 tháng 9 nhận định, Nga dường như đã bắt đầu rút một số đơn vị từ mặt trận miền đông Ukraine để tiếp viện cho Kursk. Tuy nhiên, theo ISVK, các đơn vị của Nga được tái triển khai từ miền đông Ukraine về Kursk không phải là lực lượng đang tác chiến ở tiền tuyến Donetsk và Pokrovsk, mà dường như là các đơn vị dự bị Moscow dùng để củng cố lực lượng theo hướng này. Quyết định này cho thấy giới chỉ huy quân sự Nga vẫn ưu tiên các hoạt động tiến công ở tỉnh Donetsk hơn việc đánh bật quân Ukraine ra khỏi vùng Kursk. Nga đang điều chuyển lực lượng từ các mặt trận có ưu tiên thấp hơn để tiếp viện cho Kursk như mặt trận Kharkiv, Zaporizhia, Kupiansk, Tatov, Kremenia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận trong một bài phát biểu gần đây rằng tình hình gần Pokrovsk hiện vô cùng khó khăn. Quyết định của ông về việc không củng cố phòng thủ hướng Pokrovsk mà chuyển nhiều đơn vị mạnh đến tấn công vùng Kursk được nhiều người xem là một canh bạc lớn và khiến Tổng thống Ukraine phải nhận chỉ trích từ nhiều binh sĩ, nghị sĩ và giới phân tích quân sự Ukraine. Tờ Financial Times hôm 30 tháng 8 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải hứng chịu một loạt chỉ trích từ chính quân nhân, nghị sĩ và giới phân tích quân sự của mình sau khi lực lượng Nga đạt được những bước tiến nhanh chóng ở Donbass. Theo Financial Times, sau khi Ukraine bất ngờ tấn công vào vùng Kursk của Nga hồi đầu tháng 8, với sự tham gia của nhiều đơn vị dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, lực lượng phòng thủ ở vùng Donetsk dường như đã phải căng sức chống đỡ đà tiến của quân đội Nga. Trong những ngày cuối tháng 8, tiền tuyến của Ukraine trong khu vực đã bị Nga xuyên thủng. Nga cũng đang tiến gần đến Pokrovsk, thành phố chiến lược vì có nút giao thông, đường sắt và đường bộ quan trọng trong khu vực. Theo nhóm phân tích Frontintelligence Insight của Ukraine, để mất Pokrovsk sẽ giáng một đòn nghiêm trọng đối với hậu cần của quân đội Ukraine.
Nhà phân tích quân sự Oleksandr Kovalenko nhận định tình hình hiện tại ở ngoại vi Pokrovsk được xem là thất bại hoàn toàn về mặt phòng thủ đối với quân đội Ukraine. Các chuyên gia quân sự khác, bao gồm nhóm phân tích Deep State có quan hệ với tình báo quốc phòng Ukraine, đã mô tả tình hình ở tiền tuyến là hoàn toàn hỗn loạn và nhận định rằng lực lượng Nga đã tiến quân nhanh hơn trong khu vực kể từ khi Kiev phát động tấn công vào vùng Kursk. Các quân nhân Kiev cũng chia sẻ với Financial Times sự thất vọng của họ về Tổng thống Zelensky và các chỉ huy quân đội. Một binh sĩ trong lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine từng tham gia trận chiến kéo dài 10 tháng giành Bakhmut vào năm ngoái, nhận định Pokrovsk sẽ thất thủ nhanh hơn nhiều so với Bakhmut. Giới chức Ukraine chưa bình luận về nội dung bài báo của Financial Times. Tuy nhiên, chính Tổng thống Zelensky đã mô tả tình hình ở tiền tuyến gần Pokrovsk là cực kỳ khó khăn. Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky nói chiến sự ở Pokrovsk là quá sức tàn khốc và cũng thừa nhận nước cờ của Kiev và Kursk đã không thể buộc Nga chuyển quân khỏi Pokrovsk. Ukraine cho biết sau 3 tuần đã kiểm soát được hơn 100 khu định cư trên diện tích khoảng 1.300 km2 ở Kursk. Còn Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc tấn công vào Kursk đã khiến Ukraine thiệt hại hơn 7.800 quân nhân, 75 xe tăng và hơn 500 xe bọc thép, không thể xác nhận được các số liệu này. Ông Gustav Gressen, nhà phân tích quân sự của Hội đồng Đối ngoại châu Âu cảnh báo Nga có thể sang phẳng trung tâm hậu cần Pokrovsk. Theo ông, một kịch bản xấu hơn nữa là Nga không chỉ kiểm soát Pokrovsk mà còn giành được toàn bộ tỉnh Donetsk. Ông Gressen bình luận, thành quả chiến lược nhỏ cho Moscow trong trận chiến sẽ là chiếm được trung tâm vận tải Pokrovsk và vùng đất cao ở Chasivya, sau đó sử dụng những nơi này làm bàn đạp cho một cuộc tấn công lớn hơn về phía Bắc và phía Tây nhằm kiểm soát phần còn lại của Donbass và đe dọa vùng Dnipropetrovsk vào mùa xuân năm sau. Theo chuyên gia Michael Clark thuộc Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, thì trong năm nay không bên nào có được bước tiến quyết định trên chiến trường, mà chỉ chuẩn bị để tạo ra một cú hích lớn trong cuộc chiến trên bộ vào năm 2025. Ông nói, mỗi bên đều hy vọng thế giằng co sẽ cải thiện cơ hội của họ trong những trận chiến sắp tới, đồng thời thuyết phục những người ủng hộ rằng thành công quân sự thực sự nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, chỉ một trong hai bên sẽ đạt được điều đó. Ông Clark cho rằng các chiến lược gia Ukraine có thể hy vọng cuộc tấn công ở tỉnh Kursk, Nga sẽ làm tăng áp lực chính trị lên Tổng thống Vladimir Putin khi cái giá của cuộc chiến tranh kéo dài trở nên rõ ràng hơn đối với công chúng Nga. Và vì mục tiêu này, giới lãnh đạo Ukraine có thể chấp nhận mất Pokrovsk và Chasivya để đạt được điều đó. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga, mới đây, đại biện lâm thời Mỹ tại Moscow đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga để nhận công hàm phản đối sự tham gia của công ty quân sự tư nhân Mỹ vào chiến dịch của Ukraine tại Kursk, cũng như hành vi khiêu khích của các phóng viên Mỹ khi xâm nhập vào vùng Kursk để đưa tin. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 1 tháng 9 tuyên bố Moscow đã dùng mọi biện pháp ở mọi cấp độ để cảnh báo Washington rằng việc lính đánh thuê Mỹ tham gia các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga là điều không thể chấp nhận được. Thứ trưởng Ryabkov cũng trong dịp này đã hé lộ khả năng Nga sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân của nước này. Cụ thể ra sao, Cẩm Tú xin mời quý vị cùng theo dõi. Hãng tin TASS ngày 1 tháng 9 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ thay đổi học thuyết về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông cho biết quyết định này có liên quan đến sự leo thang của các đối thủ phương Tây về cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Ryabkov không nói khi nào việc cập nhật học thuyết hạt nhân sẽ được hoàn thành. TASS dẫn lời nhà ngoại giao Nga nói thời điểm hoàn thành công việc này là một câu hỏi khá khó vì đây là về những khía cạnh quan trọng nhất để đảm bảo an ninh quốc gia của Nga. Học thuyết hạt nhân hiện tại được nêu trong sắc lệnh do Tổng thống Vladimir Putin ban hành vào năm 2020 đều rõ Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp kẻ thù tiến hành cuộc tấn công hạt nhân hoặc cuộc tấn công thông thường đe dọa đến sự tồn vong của Nga. Theo Reuters, một số nhà phân tích quân sự của Nga đã thúc giục ông Putin hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân để làm cho những kẻ thù của Nga ở phương Tây tỉnh táo. Trong cuộc trả lời phỏng vấn được công bố ngày 1 tháng 9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng phương Tây đã đi quá xa và Nga sẽ làm mọi cách để bảo vệ lợi ích của mình. Trong cuộc phỏng vấn ngày 1 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tỏ ra không đồng ý với tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông có thể chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử vào tháng 11 tới. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, không có chiếc đũa thần nào có thể giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ sau một đêm như cách ông Trump hứa hẹn. Ông Peskov nói việc mong đợi Tổng thống Mỹ tiếp theo ngay trong bài diễn văn nhậm chức sẽ tuyên bố
ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine và kêu gọi đàm phán hòa bình chỉ là ảo tưởng. Ông nói các hành động của Mỹ nhằm giẫm đạp lên lợi ích của đất nước Nga đã vượt quá giới hạn có thể chấp nhận. Quan hệ song phương đang ở mức thấp kỷ lục và không có triển vọng phục hồi. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho hay Nga coi ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris là một chính trị gia dễ đoán hơn so với cựu Tổng thống Donald Trump. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 2 tháng 9 của báo Thanh Niên. Cẩm Tú xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về các điểm nóng xung đột trên thế giới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, Cẩm Tú xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.